Cảm ơn, xin chào các bạn quay lại với Phương's Kitchen. Bánh bao và bánh bông lan là hai món mà Phương rất là thích. Phương có ý tưởng kết hợp hai loại bánh này với nhau thành một, cho nên mình đặt cho món bánh ngày hôm nay là bánh bao lan. Nếu các bạn kiếm trên YouTube sẽ không có từ khóa bánh bao lan, tại vì đây là món Phương tự bịa ra. Hương vị bánh thì ngon khỏi phải bàn luôn. Còn bên trong nhân bánh gồm có những gì, Phương sẽ chia sẻ. Trước tiên mình sẽ làm cái phần vỏ bánh bao. Mình dùng 150g sữa. Phương hôm nay sẽ dùng máy nhồi bột, nhưng mà món này các bạn hoàn toàn có thể nhồi bằng tay nha. Cho tiếp theo vào đây là 4g men khô instant dry yeast. Còn ở bên Phương thì mình mua được cái loại men tươi, nhưng mà men công nghiệp thì mình sẽ dùng 12g. 40g đường. Đối với bánh bao thì mọi nguyên liệu mình cho hết ngay từ đầu và mình mở máy nhồi thôi. Bột mì Phương sẽ dùng bột số 8. 270g, ở bên Đức thì Phương dùng bột hoa sen đỏ, có hàm lượng protein thấp. Ở Việt Nam các bạn kiếm protein từ 8-9%. Mình có thể dùng dầu ăn để làm 10g, còn nếu không thì các bạn dùng shortening, hoặc ở đây Phương dùng mỡ heo, ở bên Đức thì có bán cái loại này. Cái hiệu này mình sẽ mua ở chợ ở Reve, nó rất là ngon, nó không có bị hôi heo như là cái hiệu của Kaufland hoặc là Markkauf. 4g muối. Phương mở máy nhồi thì cái công đoạn này nó cũng giống như là làm vỏ bánh bao rất là bình thường. Vỏ bánh bao bình thường là mình sẽ không có nhồi quá kỹ. Nếu nhồi quá kỹ sẽ tạo cho độ dai cho bánh. Tuy nhiên trong cái món này thì Phương sẽ chọn cái phương pháp nhồi kỹ hơn một chút để cho cái vỏ bánh bao có chút xíu độ dai. Thì lát nữa đến công đoạn cho bánh bông lan, mình hấp lần hai bánh sẽ không có bị nứt. Sau khi nhồi lại thành khối, Phương cho bột ra bàn, nhồi sơ lại 1 phút, để bột nghỉ khoảng 10 phút và Phương sẽ nhồi lần thứ hai bằng tay. Nhồi bánh bao thì mình nhồi bằng tay nó có thể là nhanh hơn, còn nhồi bằng máy thì khối bột này có thể chạy vòng vòng ở trong cái máy mà nó sẽ không có hiệu quả. Hôm nay vỏ bánh bao Phương sẽ muốn tạo màu, Phương cắt ra 1/3, pha vào đây vài giọt màu hồng. Đây là cái cách mình tạo cho vỏ bánh có cái màu hồng vân thủy. Còn nếu các bạn không thích, muốn bánh bao trắng truyền thống thì có thể không cần pha màu. Để màu được hòa quyện vào bột nhanh hơn thì mình có thể vê bột thành sợi dài, gấp lại, tiếp tục vê dài, gấp lại. Bạn cứ lặp đi lặp lại cái thao tác đó. Quay lại với viên bột trắng, các bạn nhồi thì chỉ cần bóp nắng như vậy. Các bạn đừng có miết bột dài ra như là mình nhồi bánh mì, mà chỉ cần bóp nắng và nhấn bột từ bên ngoài vào trong. Bột sẽ không có tạo màng mỏng như là bột làm bánh mì nha các bạn. Bột chỉ cần mượt mịn bề mặt như vậy là được. Phương sẽ cho bột nghỉ khoảng chừng 30 phút, không cần phải để cho bột nở gấp đôi. Mục đích là bột thư giãn thì mình tạo hình sẽ dễ dàng hơn. Phương cho bột vào lò nướng, không cần mở nhiệt, chỉ mở đèn, và mình cứ để như vậy khoảng chừng 30 phút. Bây giờ bột rất là mịn và dẻo, Phương sẽ chia hai phần bột này mỗi phần ra làm 8 viên. Có nghĩa là công thức ngày hôm nay mình sẽ làm được 8 cái bánh. Thực ra thì nó còn phụ thuộc vào việc là các bạn tạo hình bánh to hay nhỏ. Nhưng bánh ngày hôm nay sẽ có trọng lượng là 50g. Mình cần làm thao tác nhanh và nên đậy kín bột để cho bột không bị khô. Phương sẽ cán cái phần bột màu trước cho nó mỏng ra. Đường kính làm sao cho nó đủ bọc cái viên bột trắng. Như hồi nãy Phương nói, nếu các bạn không muốn tạo hình màu cho bánh thì các bạn bỏ qua, cứ cần chia mỗi viên bột 50g là được. Mình lưu ý phải theo thứ tự từng viên bột. Viên nào mình đã cán trước, tạo hình trước thì mình sẽ lấy ra cho nhân vào trước, và mẻ bánh đó mình sẽ hấp trước. Sau khi bọc từng viên bột màu với bột trắng xong, mình quay lại với viên đầu tiên và mình sẽ cán mỏng. Bây giờ Phương sẽ tạo hình. Đường kính khoảng 15cm. Mặt bột đẹp sẽ nằm bên dưới, tức là lát nữa mình tạo hình thì nó sẽ đưa ra ngoài. Phương sẽ dùng cái miếng cắt bột và cắt khoảng 1cm. Miếng bột chia làm 6 cánh hoa. Đây là cái chum nhỏ, ở bên Phương thì mua ở các chợ Thổ Nhĩ Kỳ, họ có những cái ly trà như vậy. Hoặc các bạn ở Việt Nam kiếm mua những cái ly mà nó có cái hình dáng bụng to và eo nhỏ để mình tạo hình chiếc bánh.
các bạn phải thoa dầu để khi mà mình ủ, sau khi hấp nó không có bị dính vào cái ly nha, rất là quan trọng, các bạn không nên bỏ qua bước này. Bây giờ Phương sẽ tạo hình cái cánh hoa, nó nhìn giống vậy nè các bạn. Sau đó thì mình sẽ úp lên trên cái ly đó, thì các bạn sẽ túm nó xuống và vặn làm sao cho những cánh hoa nó sẽ hơi bè bè và xòe ra bên ngoài. Miếng bột Phương đang cầm trên tay thì nó hơi bị khô do là Phương để trong lò nướng nhưng mà mình quên đậy màng bọc thực phẩm thì nó có hơi bị sần sùi chút xíu, nhưng mà không sao. Những cái đường cắt tạo cánh không nên sâu hơn 1 cm thì bánh khi hấp nó sẽ bị nứt vào bên dưới. Bánh sẽ bị tét ra khi các bạn cho cái phần bông lan vào hấp. Ý tưởng làm món bánh này Phương đã có từ lâu nhưng mà trong lúc thực hành thì mình cũng không có rõ là các bạn ở Việt Nam có kiếm mua được những cái kiểu hình dáng cái ly như vậy không. Còn nếu không thì Phương có cái ý tưởng là mình dùng một quả trứng gà luộc bọc nó lại tạo hình cánh hoa giống như vậy cũng được các bạn, nhưng mà nó sẽ không có được đẹp. So với cách nặn bánh truyền thống thì tạo hình kiểu này chiếm rất là nhiều thời gian. Sau khi bột ủ nở khoảng 30 phút thì Phương sẽ dùng cái đồ cắt bột, mình sẽ ấn lại những cái mí bột tạo những cái đường rãnh cho nó sắc nét hơn. Các bạn lưu ý là không có làm đứt nha. Khi làm đứt thì bột nở nó sẽ tét xuống. Mình chỉ tạo rãnh thôi. Đây là bánh sau khi hấp được 12 phút. Khi bánh còn nóng ấm, bạn lấy bánh liền ra khỏi cái chum thì nó sẽ dễ hơn nếu các bạn để bánh nguội. Và mình để cho bánh thật là nguội thì mình sẽ làm cái công đoạn tiếp theo. Phần nhân Phương cho vào bánh ngày hôm nay thì mình sẽ dùng chả bông, trứng muối và lạp xưởng. Ba cái nguyên liệu này là ba nguyên liệu mà vừa kết hợp được với bánh bao và vừa kết hợp được với bánh bông lan. Ngoài ra Phương có cho vào bên trong nữa là một chiếc bánh, một cái trứng cút. Bây giờ mình làm tiếp phần cốt bánh bông lan. Phương sẽ nêu nguyên liệu dựa trên một công thức trứng. 15 g sữa tươi. Cho vào đây 10 g dầu ăn. Phương sẽ dùng một cái trứng gà tách lòng đỏ và lòng trắng riêng ra. Trộn đều hỗn hợp lòng đỏ, trứng, sữa và dầu ăn thành hỗn hợp mịn. Sau đó, Phương sẽ cho bột mì 25 g bột số 8 vào trộn đều. Để hỗn hợp này sang một bên và mình sẽ đi đánh lòng trắng trứng. Hôm nay Phương sẽ nói hơi nhanh cái công đoạn này nha, tại vì bánh bông lan thì ai cũng đã biết rồi. Phương cho tí xíu muối vào đây. Đánh bông trong vòng 10 giây. Tiếp theo mình sẽ cho vài giọt chanh hoặc là giấm. Tiếp theo là 30 g đường. Mình sẽ đánh cho lòng trắng trứng có độ bông dẻo và ổn định, tức là nó có chóp đứng. Hòa 1 phần 3 lượng lòng trắng trứng vào lòng đỏ trước. Trộn đều. Công đoạn này thì mình có thể mạnh tay chút xíu để mình trộn đều cái hỗn hợp. Khi cho lượng lòng trắng trứng còn lại thì mình phải nhẹ nhàng xới đều bột và tránh không làm cho lòng trắng bị xẹp quá nhiều. Hỗn hợp bột bánh bông lan của mình đã hoàn tất. Phần nhân mình phải cho trước vào bánh. Phương sẽ cho lạp xưởng nè, chả bông, trứng muối và trứng cút. Các bạn canh làm sao mà cái phần nhân nó phải chiếm 1 phần 3 hoặc là 1 phần 2 cái khối lượng thể tích ở bên trong cái bánh nha. Bây giờ Phương có thể dùng cái muỗng múc kem. Sau đó mình sẽ đổ cái hỗn hợp bánh bông lan vào lên trên. Hỗn hợp bánh bông lan liều lượng cũng phải cân xứng, nó chỉ chiếm khoảng 1 phần 3 cái thể tích của cái bánh thôi. Còn nếu các bạn châm vào đây quá nhiều một cái lượng bánh bông lan thì khi hấp, bánh bông lan sẽ rất là khó chín. Thời gian hấp là 7 đến 8 phút trên lửa trung bình. Phương có pha chút xíu màu và mình tạo thêm điểm nhấn chút xíu trên mặt bánh. Khi ăn chiếc bánh này, các bạn có cảm giác như là mình ăn một cái chiếc bánh bông lan nhân mặn, nhưng mà bên ngoài thì lại là một lớp vỏ mềm xốp của vỏ bánh bao. Phương rất là ưng ý về hương vị, còn về hình dáng mình thấy cũng rất là xinh. Nếu có những chiếc bánh bao bông lan hay còn gọi là bánh bao lan vào dịp Tết để trưng thì mình thấy rất là bắt mắt.
Nếu các bạn thích có thể làm thử cho gia đình. Còn đây là một lần khác Phương làm không có pha màu hồng vân thủy, chỉ là màu trắng truyền thống. Bên trong mình không có dùng nhân lạp xưởng trứng muối mà mình cho vào là nhân xa xíu, cũng rất là ngon, kết hợp với lại cái bánh bao và cái bánh bông lan hấp ở bên trên. Các bạn thấy ý tưởng này của Phương như thế nào? Nếu có làm thành công thì các bạn có thể chia sẻ trong group Vào Bếp Cùng Phương's Kitchen. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào mỗi thứ năm hàng tuần. Bye bye!